Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin mới nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung chi tiết ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đối mặt với lũ lớn nhất chưa từng có. Lũ đe dọa tượng Phật khổng lồ buộc 100.000 người dân phải sơ tán. Theo tin bão mới nhất, vào hồi 10 giờ ngày thứ Tư, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, đã đổ bộ lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sức mạnh vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 9 từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 12, ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6 từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Ba đã đưa ra cảnh báo màu cam đối với bão số 3, cơn bão dự kiến gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Trong cùng thời gian, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam, cũng như khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước, với một số khu vực có lượng mưa lên đến 250 mm. Ủy ban kiểm tra lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc hôm ngày thứ Ba đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp 4 với bão số 3 và lũ lụt cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc. Trước tình trạng xảy ra cùng lúc mưa lớn và bão mạnh, thì Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng lũ lên cấp 2 và tỉnh Tứ Xuyên của nước này cũng lần đầu tiên trong lịch sử phát đi cảnh báo phòng lũ cấp 1. Trong khi đó, đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay dự báo sẽ đổ bộ vào tập Tam Hiệp vào ngày mai thứ Năm. Theo báo điện tử VOV đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn, hàng loạt các con sông trên thượng lưu sông Trường Giang của Trung Quốc đã xảy ra lũ, trong đó đỉnh lũ tại trạm thủy văn Thống Thang được thuộc địa phận thành phố Trùng Khánh dự kiến sẽ vượt mức đảm bảo an toàn 4-5 mét vào ngày thứ Năm. Trước tình trạng nghiêm trọng này, Ban Tổ chức Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức cảnh phản ứng khẩn cấp phòng lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Và lúc 10 giờ ngày thứ Ba theo giờ địa phương, hai đoàn công tác cấp bộ cũng đã được cơ quan này gửi đến Trùng Khánh và Tứ Xuyên để chỉ đạo và hỗ trợ công tác phòng chống lũ, trong khi đó là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ lần này. Tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế phản ứng phòng lũ cấp 1, tức cấp cao nhất lần đầu tiên từ trước đến nay từ sáng sớm ngày thứ Ba, do sông Thanh Nghi tại đây xảy ra lũ lớn hiếm gặp. Mực nước trên toàn bộ lưu vực sông này đã vượt mức an toàn, nhiều dòng sông khác cũng ở mức báo động. Công tác phòng lũ tại Tứ Xuyên đang trong tình trạng hết sức nguy cấp. Cũng trong tình ngày thứ Ba, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, vào ngày thứ Năm tới, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa Tam Hiệp có thể lên đến 74.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ lớn nhất đổ vào đập Tam Hiệp kể từ khi xây dựng đến nay. Cục thủy văn của ủy ban này đã phải phát đi báo động đỏ về lũ trên sông Mân Giang, một nhánh của Trường Giang trên địa phận tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 11 giờ ngày thứ Ba theo giờ địa phương. Đồng thời tiếp tục phát cảnh báo màu cam trên nhiều khu vực sông khác ở thượng lưu sông Trường Giang. Trong ngày thứ Ba, đập Tam Hiệp đã phải mở 9 cửa sâu để xả lũ nhằm ứng phó đợt lũ mới đang tới gần. Bên cạnh đó, theo báo Global Times đưa tin, các đập ở thượng nguồn sông Trường Giang do tập đoàn Tam Hiệp quản lý gồm Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá sẽ phối hợp để cùng kiềm chế lũ. Tập đoàn Tam Hiệp hôm thứ Tư cho biết, theo đó các đập sẽ phát huy đủ chức năng phòng chống lũ lụt và dự kiến giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp. Thành phố Trùng Khánh hôm qua nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt tới cao nhất khi trận lũ số 4 của sông Trường Giang tấn công thành phố 31 triệu dân này. Đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Trường Giang lần đầu tiên dâng đến chân Phật khổng lồ 1.200 năm tuổi kể từ năm 1949 cho đến nay và đã đe dọa an nguy của di sản thế giới này và buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 người dân. Tứ Xuyên, nơi sông Trường Giang chảy, đã mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cao nhất để đối phó với đợt mưa xối xả mới. Giới chức cũng đã sơ tán hơn 100.000 dân. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan chính phủ giám sát dòng sông cùng ngày ra báo động đỏ. Theo cơ quan này, nước tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt mức bảo đảm chống lũ hơn 5 mét. Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước và đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, một âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam và 34 máy phát turbo kết hợp với công suất phát 22,5 triệu kW. Đập Tam Hiệp hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu bằng cách tích trữ trong hồ chứa. Hiện nay, cơn bão Sudelo, cơn bão số 4 rất mạnh, đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam của đảo Đài Loan, Trung Quốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 1.000 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 125,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 460 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía tây đảo Đài Loan, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối ngày mai, vùng biển phía đông đông bắc có gió mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9 đến 10, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Ngoài ra, ở khu vực miền Nam Biển Đông, gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau Kiên Giang, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 9 và gây mưa dông mạnh, gió biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vừa hứng chịu đợt động đất mạnh nhất kể từ 14 năm qua, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Khoảng 16 giờ 30 ngày thứ hai theo giờ địa phương đã xảy ra trận động đất 6,5 độ Richter, kéo theo dư chấn 4,1 độ Richter tại khu vực đồi núi hẻo lánh ở đông bắc tỉnh Vân Nam, làm ít nhất 1,367 người thiệt mạng, 1,800 người bị thương và vẫn còn 181 người mất tích. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Trung tâm Mạng lưới Cảnh báo Trung Quốc cho hay. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng tâm chấn thuộc huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, phía đông bắc tỉnh này, với hơn 100 người thiệt mạng, 2.000 ngôi nhà bị sập và 30.000 nhà hư hỏng nặng. Những nạn nhân thiệt mạng còn lại thuộc tại huyện lân cận. AFP đã thông tin từ Viện Địa lý Mỹ cho biết, rất đông người dân ở Chiêu Thông sống trong những khu chung cư cũ kỹ không có khả năng chịu địa chấn cao nên thương vong rất lớn. Theo các chuyên gia và nhân viên cứu hộ, có thể còn nhiều người mặc bị kẹt dưới các đống gạch đá nên còn thương vong có thể tăng cao. Hình ảnh khu vực xảy ra động đất cho thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy khỏi các khu vực chung cư. Sau đó, nhiều người tụ tập đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình với sự sợ hãi, thất thần in đậm trên mặt. Một người dân ở Lỗ Điện bàng hoàng kể lại với Tân Hoa xã, thật khủng khiếp. Những thứ xung quanh tôi đều đổ sập, kể cả một khu nhà 2 tầng mới xây, cảnh vật hoang tàn như một bãi chiến trường vừa bị đột bom. Hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm, tôi chưa từng thấy một trận động đất rung chuyển dữ dội như thế này. Một tình nguyện viên tham gia cứu hộ cho hay, tôi đã tham gia cứu hộ hơn 40 người. Chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều xác người bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng không thể làm gì được vì phải ưu tiên cứu người còn sống trước. Động đất còn ảnh hưởng đến hệ thống viễn thông và gây ra cúp điện nước trên diện rộng. Hiện quân đội cảnh sát và khoảng 700 nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Chính phủ Trung Quốc đã phải gửi khẩn cấp 2.000 lều, 3.000 giường xếp và 6.000 chăn, áo ấm để hỗ trợ những gia đình phải sơ tán vì mất nhà cửa. Tuy nhiên, công tác ứng phó cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do ngày trước khi động đất xảy ra. Khu vực này bị lở đất làm nhiều tuyến đường hư hại và ngưng hoạt động. Theo Tân Hoa xã, chính quyền địa phương đã ra lệnh sửa chữa khẩn cấp và tạm mở lại một số đường để phục vụ cứu hộ sau địa chấn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 9,9 độ Richter, kèm theo mưa bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở dữ dội liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng triệu người dân Trung Quốc đại lục tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Tuy nhiên, Việt Nam nhất quyết không mở cửa biên giới. Không phải vì không giúp đỡ người Trung Quốc trong lúc hoạn nạn mà lo ngại vấn đề đại dịch COVID-19 vẫn đang còn có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Vì thế, biên giới của Việt Nam vẫn đóng cửa then cài là hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng, tuy nhiên vào tối ngày hôm qua, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, bão, lũ ngập, lũ quét, sạt lở cộng thêm đất, động đất, sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là ở địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang của Bắc Kinh hôm qua lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo, báo động
Hồng Thủy số 1, tức là trận lũ đầu tiên trên con sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết hiện mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất trên thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ khiến cho lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như Tứ Xuyên và Hồ Nam, khiến cho khu danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ. Thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc. Không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì chính phủ của ông Tập đã đi gây gỗ, gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Hỏi rằng có ai, có nước nào dám kết thân với chơi và Trung Quốc nữa. Đây chính là lý do vì sao Trung Quốc đang gặp hỏa hoạn, nhưng không có một ai và một nước nào ra tay giúp đỡ bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc, xong họ lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu, ủy kế đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất và sóng thần thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp các chỉ trích của các nước trong khối ASEAN. Điều này là không thể dung tha và chấp nhận được. Ngay lập tức, chính phủ của Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc quá tham lam và vô độ khi không lo cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn đi nghĩ kế xâm lược Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tính người. Phát biểu trên tờ báo BBC News, một viên chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ những người dân thường vô tội. Nhưng ở đây, chính quyền của ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc dân chúng, lũ về, mưa về, họ mặc kệ động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp, nhấm chìm toàn bộ 28 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta vẫn ngang nhiên đòi đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ đánh nhau với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận được và dung tha được. Đây chính là tội ác mà Trung Quốc gây ra, cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha, mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người khi ra tay trừng trị. Trung Quốc để bảo vệ thế giới, hiện tại không một ai và không một nước nào thương tiếc cho chính quyền của ông Tập cả, bởi vì những điều ông ta gây ra tội lỗi cho thế giới là không thể đong đếm được. Họ chỉ thương tiếc cho hơn 1,5 tỷ người dân của Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Điệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon, ngủ không yên vì thiệt hại, thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo của Trung Quốc đã trích dẫn lời một lãnh đạo trong ngành khí tượng thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày qua thì xảy ra 2 trận động đất có cường độ cao lên tới gần 10.000 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CNC cho biết trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 9 độ Richter đã xảy ra ở một độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn chấn địa mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Hách Trương thuộc tỉnh Quý Châu vào trưa ngày hôm qua lúc 11 giờ 11 phút. Được biết, hai trận động đất liên tục này đã xảy ra, gây ra sóng thần và mức độ sóng của nó lên tới gần 50m, cao hơn 3 tòa nhà cao tầng, nhấn chìm toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc cho khu du lịch khét tiếng này của phía Trung Quốc bởi nó đã tồn tại được hơn 2.000 năm, nhưng hôm qua nó đã bị nhấn chìm dưới mực nước sâu khoảng 10m. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy đã khiến cho nhiều người và quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn thì một số đập còn lại, nhỏ hơn, con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Và nếu như nó bị vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra Biển Đông. Tất cả các làng mạc, các thành phố lớn của Trung Quốc và cả trung tâm thương mại sẽ bị san phẳng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới và như vậy, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện giới chức của nước này đang ăn không ngon, ngủ không yên vì hiện tượng động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ ở các tỉnh miền Nam và miền Tây của phía Trung Quốc.
Và đứng trước những thảm họa nguy hiểm đến như vậy thì Trung Quốc đã cho kích hoạt phản ứng khẩn cấp chống lũ đập Tam Hiệp, và con đập Tam Hiệp hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 3. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp đang mở là 3 chứ không phải là 2 hay 4 như những tin đồn trước đây. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về chứa hồ Tam Hiệp đạt con số 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 53.000 mét khối trên giây. Một trong những lưu lượng nước lớn nhất trên thế giới chưa từng có xảy ra. Tỉnh Hồ Bắc đã phải phát quần áo cho người dân địa phương đi tránh lũ ở trên đỉnh núi cao. Trang Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin Trung Quốc từ tối ngày hôm trước đã cho khởi động khẩn cấp cấp độ 4 là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ lụt khi mưa lớn dẫn tới mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp càng lúc càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm nói trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa đại lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng trong khi đó họ vẫn xả thêm một cửa xả của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra ngập lụt toàn bộ 31 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ báo động đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt, lũ quét, động đất và sóng thần thông qua cho các khu vực liên quan, đồng thời cử mấy tổ công tác tới tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai do các địa phương này đang gặp phải. Thông báo của Bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, động đất, sóng thần phối hợp với các cơ quan khác nhằm phòng tránh lũ lụt trên khắp diện rộng toàn đất nước của Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp phản ứng với tình hình mưa lũ nghiêm trọng, động đất, sóng thần trong những ngày vừa qua, Sở Quản lý Khẩn cấp của tỉnh này đã phát đi một thông báo khẩn nói rằng tình hình hiện tại con đập Tam Hiệp cũng như các thành phố xung quanh khu vực này đang hết sức nghiêm trọng và trầm trọng, đề nghị người dân phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, họ vẫn lực bất tòng tâm bởi vì mưa lũ đang kéo về ùn ùn từng ngày, từng giây và phút. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm liên quan tới Việt Nam và con đập Tam Hiệp. Khi rất nhiều câu hỏi nói rằng con đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ thì nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Để trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng tới Việt Nam và nếu như con đập Tam Hiệp có vỡ thì cũng không ảnh hưởng gì tới Việt Nam, chỉ lo ngại rằng người dân của Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam để lánh nạn mà thôi. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ nhất quyết không mở cửa biên giới bởi vì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn bùng phát mạnh mẽ ở một số nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Thưa quý vị, như vậy là tất cả quý vị và các bạn đều rõ ràng một điều rằng con đập Tam Hiệp cũng như mưa lũ ở phía Trung Quốc không ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Nó chỉ ảnh hưởng nhẹ ở một số tỉnh khu vực phía Bắc của Việt Nam như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Cao Bằng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, tại những tỉnh thành kế tiếp kể trên xuất hiện nhiều đám mây u tối và lượng mưa từ Trung Quốc tràn sang sẽ làm cho Việt Nam có những trận mưa to đến rất to tại khu vực này. Đề nghị bà con phải hết sức cảnh giác lũ quét và sạt lở và tất cả các tin tức liên quan ở trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, mưa lớn trút xuống tỉnh miền Trung, Hà Nam của Trung Quốc làm vỡ nhiều bờ sông lớn, khiến khoảng 12 thành phố ngập trong nước. Theo Reuters, đường phố 12 thành phố ở miền Trung, Trung Quốc ngày hôm qua 20 tháng 7 đã ngập trong nước, trong khi nhiều hành khách tàu điện ngầm phải lội nước ngập đến hông tại các ga. Mưa lớn dội xuống tỉnh Hà Nam đã khiến nhiều sông lớn vỡ bờ nên gây lượng nước lớn dồn về các thành phố. Hà Nam, một tỉnh đông dân, đã hứng chịu trận bão từ dịp cuối tuần. Chưa có thương vong được ghi nhận, nhưng cuộc sống thường ngày của 94 triệu dân đã bị đảo lộn nghiêm trọng vì giao thông bị gián đoạn. Tại Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đổ xuống trong 1 giờ đồng hồ buộc thành phố phải dừng tất cả các tuyến tàu điện ngầm. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong nước lũ, nước bùn tới hông trong một đoàn tàu điện ngầm, trong khi các ga chạy ngầm chở các hồ nước lớn. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong nước lũ đầy bùn tới hông trong một đoàn tàu điện ngầm, trong khi các ga tàu trở thành các hồ nước lớn. Các tuyến giao thông đường sắt, hàng không bị đình chỉ hoặc hủy chuyến. Tại Nhữ Châu, thành phố ở phía Tây Nam Trịnh Châu, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi xe hơi và phương tiện. Ngoài ra, sông Y đang dâng mực nước, đe dọa sẽ gây ảnh hưởng tới hang đá Long Môn, di sản thế giới UNESCO với những bức tượng Phật tuổi đời hàng thiên niên kỷ được khắc trên vách đá vôi gần thành phố Lạc Dương. Giống Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, ngôi chùa nổi tiếng với môn võ thuật, đã phải tạm thời đóng cửa.
Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ hôm qua khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Từ ngày 17 đến 20 tháng 7, khoảng 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 1.614 trạm vượt 100mm và 151 trạm trên 250mm. Trạm cao nhất ở Lỗ Sơn với lượng mưa 498mm. Đây là trận mưa lớn nhất tôi chứng kiến kể từ khi sinh ra và nó khiến nhiều địa điểm quen thuộc bị ngập. Một cư dân mạng ở thành phố Củng Nghĩa viết trên mạng xã hội. Thưa quý vị, Reuters dẫn thông tin của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hai đập thủy điện ở thành phố Hulunbui bị vỡ vào chiều 18 tháng 7. Đây là hai đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong hai con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Nhiều người dân ở Hạ Lưu đã được sơ tán và hiện không có thông tin về thương vong. Nguyên nhân khiến hai con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần ở khu vực Hulunbui, theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morindawa cho thấy lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Hulunbui cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 ha hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm, một số có nguy cơ mất an toàn. Kính thưa quý vị, hàng nghìn người ở Tây Nam Trung Quốc phải đi di tản khi lũ lụt nghiêm trọng ập tới, cuốn phăng nhà cửa, cầu cống, gây thiệt hại hàng chục triệu đô la Mỹ. SCMB đưa tin, lũ lụt ở phía Tây Nam Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán nhiều ngày khi mưa lớn diễn ra liên tục. Chính quyền nước này cảnh báo lũ lụt có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa đã làm dâng mực nước ở 14 sông, ảnh hưởng tới cuộc sống của 120.000 dân và gây ra thiệt hại ước tính khoảng 27 triệu đô. Mưa lớn từ đầu tháng 7 đã cuốn phăng hàng trăm ngôi nhà, cầu đường và gây ra sạt lở đất ở một số khu vực tại Trung Quốc. Tại Đạt Châu ở phía Bắc Tứ Xuyên, chính quyền đã di tản hơn 4.600 dân vì lũ lụt và lở đất, cũng như kích hoạt mức độ cảnh báo cao nhất về tình hình mưa lũ. Trung Quốc đã nâng cao cảnh giác kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng diễn ra ở nước này vào hồi năm 2021. Họ đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt và cứu hộ vào mùa tháng 5 trước khi mùa mưa diễn ra. Năm ngoái, quốc gia Đông Á chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người ở nhiều tỉnh thành, gây tổn thất kinh tế 13,27 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền cảnh báo rằng lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái. Từ tháng 6, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã kêu gọi tiến hành các nỗ lực ngăn chặn lũ lụt và chuẩn bị cho mưa lớn có thể kéo dài tới tháng 8. Theo cơ quan trên, sông Hoàng Hà hiện đang trong giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng, với các phần trên lưu vực sông này có thể nhận tổng lượng mưa cao hơn 20-50% mức trung bình. Hệ thống kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà vẫn chưa hoàn thiện và các con đập vẫn tồn tại, những mạng lưới liên kết yếu ớt. Việc ngăn lũ trên các sông vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, trong khi các quan chức và công chúng thiếu kinh nghiệm chống lũ thực tế. Thông báo của Bộ Tài nguyên nước này cho hay, tại Hán Châu, Sơn Tây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hình ảnh xe cộ trên phố ngập trong nước. Thành phố Tấn Thành cũng ở tỉnh Sơn Tây nâng cảnh báo mức mưa lên màu đỏ, mức cao nhất. Tại tỉnh Hà Bắc, giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và dông bão khiến các máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay ở Thạch Giang Trang, thủ phủ của tỉnh. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều con sông ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc dâng cao vượt mức báo động, gây sức ép lên các hệ thống đập khi mùa lũ bắt đầu. Thời báo Hoàn Cầu Global Times đưa tin mực nước trong đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã giảm xuống còn 149,4m tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 6. Con đập lớn nhất của Trung Quốc này đã xả hơn 19,6 tỷ mét khối nước, tương đương khoảng 90% mực nước trong đập, để chuẩn bị cho mùa mưa lũ. Mưa lớn ở các khu vực miền Nam Trung Quốc kể từ tháng 5 khiến mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử tăng mạnh. Mực nước sông ở các thành phố như Vũ Hán đang ở mức báo động. Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính kể từ tháng 6. Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 25 tháng 5, mực nước tại 71 con sông tại nước này đã vượt mức cảnh báo. Mực nước tại sông Bà Dương, hay còn gọi là quả thận của sông Dương Tử, đã đạt mức 18m, gần đến điểm mức cảnh báo lũ 19m, sớm hơn một tháng so với các năm trước.
Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết. Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng dự báo mực nước tại sông Tương Giang, nhánh chính của sông Dương Tử, chảy qua tỉnh Hồ Nam và 4 con sông khác ở Giang Tây, Phúc Kiến, khu tự trị Choang ở Quảng Tây có thể vượt mức cảnh báo. Giới Trung Quốc cảnh báo lũ lụt lớn có thể xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam nước này trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Đầu tuần này, tỉnh Quảng Đông đã ban bố ứng phó lũ khẩn cấp mức độ 4, theo ghi nhận của 12 trạm quan trắc địa phương. Lượng mưa trung bình tại Quảng Đông từ đêm mùng 1 tháng 6 đến sáng mùng 2 tháng 6 là hơn 250mm. Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với một mùa lũ lớn khi 71 con sông ở nước này đã vượt quá mức cảnh báo. Tân Hoa Xã ngày 25 tháng 5 đưa tin, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lớn khi 71 con sông đã vượt mức cảnh báo. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách cảnh báo sự nóng lên toàn cầu khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt ở mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Mặc dù tổng lượng mưa năm nay thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái. Mực nước trên sông Dương Tử và các nhánh sông dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Các nhà chức trách Trung Quốc cũng cảnh báo về những trận lũ lớn sắp xảy ra trên khắp đất nước kể từ tháng 6 đến tháng 8. Một số trạm quan trắc đã đưa ra cảnh báo lũ lụt đoạn sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc đang ghi nhận mức cao hơn 2m so với thông thường do mưa lớn ở thượng nguồn. Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961, gây ra cảnh báo lũ lụt trên các sông và hồ lớn, khiến mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ gần chạm ngưỡng nguy hiểm. Trong suốt năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa trên toàn quốc ở mức gần 700mm, cao hơn 10,3% so với mức trung bình và tăng 7,6% so với năm 2019. Lượng mưa được ghi nhận tăng gấp đôi ở một số khu vực miền Trung và miền Đông Bắc Bộ. Diao Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, nói với các phóng viên hồi cuối tháng 4 rằng sự nóng lên toàn cầu khiến Trung Quốc ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả nắng nóng cũng như lũ lụt. Ngày 23 tháng 5, một trận mưa đá bất ngờ đã đến, khiến 21 vận động viên trong cuộc thi chạy marathon ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc thiệt mạng. Trong tháng này, một trận lốc xoáy đã ập vào Vũ Hán và Giang Tô, khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã mở 11 cửa xả lũ trong bối cảnh lưu lượng đổ nước về sông đạt mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Nikkei đưa tin, các thành phố nằm dọc sông Dương Tử vốn đã bị thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ do lũ lụt, tiếp tục chuẩn bị đối phó thách thức mới khi mực nước ở đập Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mốc 165m vào ngày mai 22 tháng 7. Mực nước tiếp tục dâng cao ở đoạn trung lưu sông Dương Tử, nơi lượng nước chảy qua vào hồ đập Tam Hiệp tăng lên mức 73.000 mét khối mỗi giây vào sáng 20 tháng 7, mức cao kỷ lục kể từ năm 2003. Theo China Daily, con số này được dự đoán có thể tiếp tục tăng lên 76.000 mét khối trên giây trong những thời gian tới. Trong khi đó, lưu lượng nước chảy ra khỏi đập Tam Hiệp đạt 49.000 mét khối trên giây, mức cao chưa từng có tiền lệ. Để ngăn chặn mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục tăng, Trung Quốc hôm qua đã mở thêm một cửa xả lũ ở công trình, nâng tổng số cửa mở lên 11. Đập Tam Hiệp, công trình cao 175m ở Hồ Bắc, được hoàn thành vào tháng 5 năm 2006, cung cấp điện cho các tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, An Huy và Quảng Đông. Trong chuyến thăm ngày 20 tháng 7 tới thị sát Đồng Nam, Trùng Khánh, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ do nằm gần phụ lưu sông Dương Tử, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, chính phủ nước này sẽ khẩn trương hỗ trợ người ảnh hưởng bởi lũ lụt, nâng cao giám sát các công trình, ngăn lũ và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Trùng Khánh, thành phố nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, đối mặt với một trong những trận đại hồng thủy tồi tệ nhất kể từ năm 1971. Do mưa lớn tiếp tục trút xuống, trong tuần qua, mực nước ở 51 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo. Mưa to dòng dã 7 ngày vừa qua tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước. Động đất vỡ đê hàng loạt ứng nghiệm điềm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Thưa quý vị, theo một tờ báo uy tín của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê. Nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bùa vây toàn bộ những tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, địa điểm du lịch của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 13m, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới.
Những hình ảnh và video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải được cho là rất rùng mình khi quý vị đón xem. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên nhiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh. Nhưng thực tế 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì những ngày tận thế và đó chính là một sự thật đang hiện ra. Nhưng thực tế 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thế và đó chính là một sự thật đang diễn ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điểm báo này rất đúng đối với cả phía Trung Quốc khi đầu năm 2021. Một số dự đoán của nhà tiên tri Vanga và cậu bé đến từ Sao Hỏa đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay, đó là bệnh tật, động đất, mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc và hoang tàn. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào tháng 8 này, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ đợi xem lời nguyền về con đập Tam Hiệp có đúng hay không thì chúng ta phải chờ đợi tháng 8 mới biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua 45 ngày đêm sống trong bóng tối bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong một tháng rưỡi vừa qua liên tục u ám và đen xì. Không có một ngày nào có mặt trời, hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc nói rằng trong 40 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê. Vỡ đập xảy ra chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Điểm này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt vì những tội lỗi và ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới để bây giờ hàng triệu người dân của Trung Quốc phải chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 45 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to gió lớn, động đất sóng thần liên tục ập xuống. Đất nước này vì những tai họa cho chính ông Tập Cận Bình và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Và giờ đây ông trời kết hợp với mẹ thiên nhiên đang trút những cơn giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt những lời cảnh cáo đến từ đất nước này. Mục đích là để giúp ông Tập Cận Bình cảnh tỉnh bớt đi gây gổ, bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những cái mầm tội ác cho thế giới. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua, vào lúc 10 giờ 38 phút giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tâm đều cảm nhận rất rõ sự chấn và của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ từ 3,3 tới 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điểm báo xấu như quả bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục u ám và đầy đen tối. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc rất nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể sẽ xảy ra và đứng trước những cái nguy hiểm và cấp bách kể trên. Trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chuyện ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của đất trời. Thưa quý vị, Trung Quốc trong 45 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn, mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới tại thủ đô Bắc Kinh, hôm kia, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm kia, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện hiện có trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước, nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống của người dân Trung Quốc đại lục. Khi mưa to gió lớn, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra trước đó thì ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới người dân của Trung Quốc khi vẫn đem quân Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa thủy y, sức mạnh uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối.
Tờ báo Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, để bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan đến tăng cường lập kế hoạch và phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu nạn cứu hộ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần trở lại bình thường thì càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, lũ lụt và mực nước dâng cao nên hầu hết tại các tỉnh phía nam của Trung Quốc và nước đứng trước tình hình đó. Chính phủ của nước này đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên đến mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Hồng và Hồ Bắc, Giang Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều lần lượt mức độ cảnh báo lên cao nhất. Được biết, mức lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 400 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, TV và tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 141 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt và đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng ra cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn trong những ngày tới. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 7 vào đầu tháng 8, đề nghị phòng lũ quét, sạt lở và an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất, sóng thần của nước này cho biết trận động đất 5,1 độ Richter hôm kia là một trong những di chấn trong những năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được xảy ra tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Dương Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến cho hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có tới 17 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo đầu năm. Thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, thì bây giờ mưa to, sóng lớn, động đất liên tục xảy ra khiến cho tất cả 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây cũng chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả vì những tội lỗi và những đường lối sai trái cho ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn rất hung hăng bởi vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau. Ở ngoài Biển Đông thì Hải quân Bắc Kinh liên tục chờ tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng và khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động bắt nạt. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay bằng việc đi gây hấn, bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân, bởi vì mưa lũ sóng thần động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cuối tháng 7 và xuyên sang tháng 8. Và nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân, thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn và bão tố vẫn tiếp tục tới Trung Quốc trong một vài ngày tới, đề nghị các cơ quan, ban ngành cũng như là người dân của nước này phải hết sức cảnh giác. Mưa to dữ dội khiến 27 trên 31 tỉnh của Trung Quốc bị lũ lụt, gần 34 triệu người gánh họa, đập Tam Hiệp ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước án tử hình, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng thừa nhận điều đó. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng đối với cả truyền thông Trung Quốc và truyền thông thế giới khi vào ngày hôm qua, vào lúc 19:30, trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng nói rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy. Toàn bộ 27 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, làm cho hàng triệu người dân của nước này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, các ban ngành và lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội của nước này bảo vệ nghiêm ngặt đập Tam Điệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi đầu năm dịch COVID-19 đã tàn phá nặng nề. Nay đến mưa to, gió lớn, động đất sạt lở liên tục xảy ra, yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù. Bởi chỉ có như vậy, Trung Quốc mới có thể vượt qua khó khăn trong giai đoạn này và con đập Tam Hiệp mới không bị các thế lực thù địch tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, như đã biết được sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời.
Được biết, lúc đầu cầu mưa bão xảy ra, ông Tập hầu như không quan tâm bởi vì ông đang bận rộn cho công cuộc đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực, bởi vì ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, lượng mưa to và lũ quét từ thượng nguồn đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua, ông đã phải trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng, quyết tâm cao, nếu không nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát là rất nhiều. Thậm chí khi bão lũ đi qua thì sự khôi phục, khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đang rất lo lắng mất ăn mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện các cơ quan cũng đã đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, một số người dân có điều kiện thì đã đang sang tránh trú ở một số nước láng giềng xung quanh mình, còn những gia đình có người già và trẻ em thì đã đi về miền xa xôi như Mông Cổ để tránh nạn. Hiện tình hình đất nước Trung Quốc đang gặp những vấn đề cực kỳ nguy hiểm do thời tiết, lũ lụt, hạn hán gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tại thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng trầm trọng tới các tỉnh phía nam của Trung Quốc và mưa đá, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra trong một vài ngày tới. Đề nghị các cơ quan ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc khi hôm qua con đập Tam Hiệp đã tuyên bố tử hình. Truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh phía nam của Trung Quốc đã phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức là ghê gớm. Lũ lụt đang hoành hành, tàn phá 27 trên 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy Giang, Tây Hồ, Bắc Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu khiến cho 33,85 triệu người dân bị ảnh hưởng và 141 người đã chết và mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin do nguy cơ lũ lụt mà gần 2 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 815.000 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà đã bị sập và 289.000 căn bị hư hỏng nặng bởi vì lũ lụt và lũ quét xảy ra. Diện tích cây trồng ảnh hưởng lên tới 95%, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 69,59 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh rằng so với mức trung bình của cùng kỳ trong 5 năm vừa qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã giảm 17%, người chết và mất tích do thiên tai giảm 50%, số lượng nhà bị sập giảm 75% và thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Nhưng các nhà quan sát cho biết những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được bởi vì cách đây khoảng 10 ngày, một kênh truyền hình của Trung Quốc đã nói rằng lũ lụt và mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần chỉ làm thiệt hại có 2 người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể nào tin phía Trung Quốc được, bởi vì họ thường nói một đằng làm một nẻo. Giống như câu chuyện ở Biển Đông, đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rằng Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây gổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, Hải quân của Trung Quốc liên tục bắn đạn thật vào phóng tên lửa, cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước trong khối ASEAN, và đây là hành động đi trái với cả những lời hứa của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà chúng ta không thể tin lời của Trung Quốc nói. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng kể từ tháng 8 đến nay, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn. Vành đai mưa chính đã duy trì ở khu vực này trong suốt nửa đầu tháng 7, lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ các năm trước. Đất đai gần như là bão hòa nước, nhiều con sông mực nước đã vượt mức báo động đỏ, lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, theo dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước ở trung và hạ lưu con sông Dương Tử và hồ Động Đình, hồ Tam Điệp, hồ Phan Dương và hồ Thái Hồ sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Trong khi mực nước các con sông đang ở mức báo động đỏ, hồ ở hồ Bắc An Huy, Giang Tô sẽ vẫn duy trì ở mức cao. Áp lực phòng chống lũ lụt là rất lớn đối với các cả chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ tháng 7 đã khiến ít nhất 62 triệu người ở 56 huyện thuộc 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 15 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc đã phải di rời, tái định cư khẩn cấp cho hơn 231.000 người cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp, hơn 394.000 người và 3.450 ngôi nhà đã bị sập, 5.639 ngôi nhà bị hư hỏng nặng nề. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến con số 10.000 tỷ đô la Mỹ.
Theo Ban Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc, kể từ tháng 6 tới nay, sông Dương Tử và lưu lực Thái Hồ và các khu vực phía Nam khác tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trong lịch sử. Sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp cũng như là mực nước tại các hồ như Động Bình, Phan Dương và các hồ khác, mực nước liên tục dâng cao, một số con sông được báo động lên cảnh báo cao nhất và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp lên tới 95% vào tháng 8 này. Đây là theo những chuyên gia hàng đầu trên thế giới nhận xét như vậy. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, vành đai mưa sẽ tiếp tục bị đẩy xuống phía Nam một lần nữa cho đến Trung và hạ lưu qua sông Dương Tử và tình hình phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Còn theo trang Đa Chiều cho biết, với sự xuất hiện liên tục của các tin tức lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua, các giả thuyết cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc có thể sẽ bị vỡ nổi lên ầm ầm. Vào tháng 6 năm 2021, kênh tài chính của đài CCTV đã đưa tin mực nước ở khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn gần đây. Hiện mực nước tại khu vực hồ chứa đã đạt đến đỉnh điểm lên tới gần 141m, cao hơn gần 3m so với cả giới hạn kiểm soát lũ. Trong khi 10 ngày trước đó, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc vừa thông báo hai hồ chứa ở Quảng Đông, Quảng Tây đã bị vỡ đập trong trận lũ lụt hồi tháng 6. Vì vậy, sự an toàn của con đập Tam Hiệp một lần nữa đã trở thành vấn đề để chú ý của truyền thông quốc tế. Theo trang Tân Hoa Xã, một số cơ quan truyền thông của Đài Loan, Hồng Kông, những người luôn luôn quan tâm tới những tin tức tiêu cực của ở Trung Quốc đại lục đã ngay lập tức vào cuộc. Người dẫn chương trình tài chính của Đài Loan, ông Sích Con đã phân tích điều này trong chuyên mục Khoảnh khắc quan trọng và nói rằng nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt có thể hủy diệt thành phố Nghi Sương trong vài giờ, phá hủy các thành phố dọc theo Trung và Hạ Lưu qua sông Dương Tử, bao gồm thành phố Vũ Hán, Nam Kinh chỉ trong vòng một ngày, và sau đó nhấn chìm Thượng Hải và 10 ngày tiếp theo, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Người ta cho rằng tất cả những cái vấn đề trên đều do mẹ thiên nhiên, trời và đất nổi dậy trừng phạt Trung Quốc bởi vì những tội lỗi mà chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại trong thời gian vừa qua là cực kỳ dã man. Theo các nhà quan sát cho biết, thì trong một vài ngày tới, cũng như một vài tuần tới, đất nước của Trung Quốc còn bị dính nhấp 100 trận mưa to cũng như lũ quét, sạt lở ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con đập sông Dương Tử tràn về, vì thế mà Trung Quốc vẫn tiếp tục chìm trong biển nước. Mưa to dữ dội, lũ quét liên tục ập về khiến cho truyền thông của Trung Quốc ám chỉ đập Tam Hiệp sắp vỡ. Nhiều tuyến đê bao quanh sông Dương Tử vỡ bất cứ lúc nào, cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng rùng rợn. Một điều không lành sắp xảy ra và nhiều khả năng cao con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đêm hôm qua đã bất ngờ nói lời cay đắng đối với con đập Tam Hiệp khi ám chỉ rằng con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 95,6%. Truyền thông Trung Quốc cho rằng lũ quét từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục đổ về trong những ngày gần đây và nhiều khả năng cao lũ ống cũng sẽ xuất hiện tràn về vì mưa to xối xả vẫn không ngừng trút nước từ trên trời rơi xuống đất đai của Trung Quốc. Đứng trước các nguy cơ nguy hiểm và cấp bách kể trên, hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đã phát động 5 tiểu đoàn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường túc trực 24/24 để bảo vệ cho con đập Tam Hiệp phòng nguy cơ bất trắc sẽ xảy ra. Cơ quan bảo vệ đê điều của Trung Quốc đã ra cảnh báo đối với người dân cũng như chính quyền địa phương rằng khả năng cao mưa vẫn sẽ tiếp tục ra. Nước sông đang dâng lên rất nhanh, vì thế để đề phòng lũ quét, sạt lở lũ ống và nhất là động đất sóng thần, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua những trận mưa lũ động đất kỷ lục trong lịch sử loài người, chưa từng thấy ở một đất nước nào trên thế giới mà lượng mưa được đo lên tới 500mm trên giây. Theo các nhà quan sát cho biết thì tổng cộng Trung Quốc có 31 tỉnh và thành phố thì đã có tới 28 tỉnh thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà xây cao tới 10 tầng bây giờ cũng chỉ còn một tầng trên cùng là không bị ngập. Theo thống kê mới nhất thì gần đây cho thấy hàng ngàn ô tô đã bị lũ cuốn trôi, có tới 135 triệu người dân của Trung Quốc đã phải đi sơ tán khẩn cấp, 3.798 ngôi nhà đã bị bung và tốc mái, 6.315 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 15.679 nhà bị hư hỏng nặng, 3 tuyến đê bao bị vỡ, hàng ngàn hecta nuôi cá bị cuốn trôi đi mất, đường xá cầu cống bị nhấn chìm, các khu di tích lịch sử, khu du lịch nổi tiếng cũng đã bị chết chìm trong một đống lũ. Và toàn bộ cây trái hoa màu bị tàn phá, thiệt hại lên tới 99 tỷ nhân dân tệ. Điều này đã khiến cho Trung Quốc đang hết sức là tang thương và điêu đứng. Mẹ thiên nhiên được cho là vẫn đang tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Trong những ngày gần đây thì động đất, sóng thần, núi lửa và lũ quét, lũ ống cũng như là mưa to không ngừng rơi xuống phía Trung Quốc. Bất chấp những nguy hiểm đó thì người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình được cho là đã kêu gọi rất to câu trời đã hại Trung Quốc rồi. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng nếu không muốn mẹ thiên nhiên và ông trời ra tay trừng phạt thì ông Tập nên biết ngồi cầu nguyện sám hối, ăn năn, hối cải ngay lập tức.
Nếu không, Trung Quốc sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, chính trị của Trung Quốc cho biết, tất cả những điều tồi tệ và những điều xấu xa kể trên đang nhấn chìm Trung Quốc, đều do một người gây ra. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, chính trị của Trung Quốc cho biết, tất cả những điều tồi tệ và những điều xấu xa kể trên đang nhấn chìm Trung Quốc đều do một người gây ra, đó là người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Các nhà phân tích nhận định rằng, nếu như trong thời gian tới, phía Trung Quốc còn đem hải quân, đem tên lửa, đem vũ khí, đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông để gây áp lực, gây chiến với các nước xung quanh, thì tất yếu mẹ thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là đã rút một số giàn khoan và tàu chiến vào đảo Hải Nam của phía Trung Quốc để trú ẩn nhằm vớt vát lại những gì mà thiên nhiên đang gây ra cho phía Trung Quốc. Hình như ông Tập Cận Bình đã biết lỗi của mình và đã dính đòn đau từ mẹ thiên nhiên trừng phạt, cho nên ông đã rút toàn bộ tàu chiến ra khỏi ngoài Biển Đông, không đi quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và khai thác dầu khí nữa. Nhưng các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng, nếu như trong một vài tuần tới mà phía Trung Quốc vẫn tiếp tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, thì Bắc Kinh sẽ còn nhận rất nhiều điều tồi tệ khác xảy ra. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu khi hôm qua, tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo đỏ, nói rằng hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc sắp bị tràn bờ. Tờ báo Trung Quốc cho biết nhà chức trách tỉnh Giang Tây miền Nam của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất và cảnh báo hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc này cũng như là lớn nhất trên thế giới sắp tràn bờ, và đây chính là một tín hiệu rất xấu cho chính quyền của ông Tập Cận Bình. Tờ báo nói rằng chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ từ cấp 2 lên cấp 1, tức là cảnh báo cao nhất trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều ngày qua. Và theo hãng tin Reuters, cấp ứng phó này đã cảnh báo các thảm họa như vỡ đập hoặc là lũ lớn có nguy cơ xảy ra đồng loạt tại nhiều con sông thuộc nhánh sông Dương Tử. Trước đó, thì đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cũng nói rằng chính quyền nhiều địa phương cũng đã ra cảnh báo đỏ ở các khu vực quanh hồ Bà Dương. Hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây cũng sẽ bị ngập nặng và mực nước trong hồ đã vượt mức cảnh báo đỏ lên tới 4 mét. Đây là mực nước chưa từng thấy trong lịch sử hồ nước ngọt lớn nhất ở khu vực Dương Tử này. Vào tối ngày hôm kia thì mưa lớn tiếp tục xảy ra, đẩy mực nước trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua huyện Bà Dương và con đập Tam Hiệp tiếp tục vượt mức báo động đỏ lên tới 3-4 mét, vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận lũ lớn lịch sử vào năm 1998. Trận lũ lớn đó đã cướp đi 3.000 sinh mạng của dân Trung Quốc. Chính quyền huyện Giang Châu, một cù lao trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân từ 18 tới 60 tuổi hỗ trợ công tác ứng phó với bão lũ vì thiếu nhân lực, gia cố các con đập và các tuyến đê. Cũng trong ngày hôm qua, thì Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lũ cấp 3 và cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh như tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán. Trong những ngày cuối tuần, Trung tâm khuyến cáo các địa phương phải cảnh giác cao độ với lũ quét, sạt lở, động đất, lũ bùn và kêu gọi tránh các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, thì chính quyền tỉnh Giang Tô thuộc đồng bằng sông Dương Tử phát cảnh báo lũ cấp 4, mức độ báo động đỏ. Trước đó, thì Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho hay đã có tới 141 người chết và mất tích, 30,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu cấp tỉnh, hơn 1,7 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 22.000 ngôi nhà đã bị đánh sập với thiệt hại trực tiếp kinh tế lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với 11 tỷ đô la Mỹ, và đây là một trong những con số thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử khi bị thiên tai tàn phá. Nhiều ý kiến cho rằng trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, lượng mưa to đến rất to, còn ảnh hưởng trực tiếp tới 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc. Tờ báo quốc tế cho biết đợt mưa to mới gây thêm lũ lụt dọc theo con sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp chắn ngang, khiến cho hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp ở hai tỉnh An Huy và Giang Tây. Cụ thể là đợt mưa lũ mới đã buộc 147.000 người ở tỉnh An Huy phải sơ tán và khiến hơn 25.000 ngôi nhà bị hư hỏng chỉ sau một tuần mưa bão. Ở tỉnh láng giềng mang tên là Giang Tây có hơn 151.000 người phải sơ tán khẩn cấp và hơn 30.000 ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng. Ngoài ra thì một đoạn đê dài 50m ở huyện Bà Dương cũng đã bị vỡ do mưa to trong nhiều ngày, khiến cho khoảng 15.000 người phải sơ tán ngay trong đêm. Nhiều khu vực thuộc 7 tỉnh dọc sông Dương Tử phải hứng chịu đợt mưa to, và đây là một trong những đợt mưa xối xả nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Đợt mưa lũ đầu tiên tấn công vào nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc vào cuối tháng 6 khiến cho hàng trăm người phải sơ tán ngay trong nước. Rạng sáng, theo thông tin từ Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc trung tâm liên lạc và điều phối hạ tầng con đập Tam Hiệp, ông này nói rằng bác bỏ suy đoán rằng việc xả lũ ở đập Tam Hiệp được xây trên con sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đậu Bình thuộc Hồ Bắc gây ra lũ lụt tại thành phố và nhiều khu vực lân cận. Ông Bao Phong cho rằng một số thành phố bị ngập nặng sau các trận mưa to đánh bại hệ thống thoát nước ở những địa phương đó, chứ không phải là do lũ từ con sông Dương Tử hay việc xả lũ từ con đập Tam Hiệp.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo mưa to sẽ tiếp tục trút xuống khu vực phía nam của nước này trong 1 đến 2 tuần tới và nguy cơ ngập lụt lên tới 95%, đề nghị các cơ quan, ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Theo các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, hiện tại mực nước trên 300 con sông lớn bé của Trung Quốc đang vượt mức báo động đỏ từ 2 tới 4 mét và nguy cơ nước dâng cao sẽ còn tiếp tục trong một vài ngày tới. Bởi vì bầu trời thì tiếp tục u ám và đen tối dẫn tới những cơn mưa to tiếp tục trút xuống các con sông của Trung Quốc và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Thưa quý vị, hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đã đưa tin về cơn bão số 7, cơn bão mạnh thứ 3 trên thế giới với cấp độ bão lên tới cấp 14, giật trên cấp 15 và bão đang càn quét thủ đô Bắc Kinh cũng như quảng trường Thiên An Môn, khiến cho điện, đường trường, trạm bị phong tỏa, cây cối thì bị bật gốc, còn nhà cửa thì bị đổ sập. Tất cả những con đường tại thủ đô Bắc Kinh đã biến thành sông bởi bão số 7 trên đã mang một lượng mưa to đến rất to rơi từ trên trời xuống, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Và đây người ta gọi là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây chính là do mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, tính từ tháng 1 cho tới ngày 22 tháng 7 năm 2021, Trung Quốc đã nhận tới 7 cơn bão lớn bé liên tục đổ vào Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Cơ quan đầu não chính quyền của ông không hiểu vì sao bão tố lại liên tục đổ bộ vào Trung Quốc, nhấn chìm toàn bộ các tỉnh thành phía Nam. Theo ghi nhận mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết rằng, một số tỉnh thành phía Nam như Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Bến Thượng Hải đã bị ngập chìm trong biển nước lũ. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại thì siêu đập Tam Hiệp đang bị báo động ở mức đỏ bởi mực nước tại thượng nguồn đổ dồn trong đập những ngày qua đã lên tới con số 65 tỷ mét khối nước và các chuyên gia thủy lợi trên toàn cầu cho rằng nếu như đập Tam Hiệp mà bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân mà người dân của Trung Quốc đại lục đang phải đi sơ tán ở khắp nơi. Một số người giàu thì đắp những chuyến bay sang châu Âu, châu Phi và châu Mỹ để tránh trú. Người không có tiền thì lẩn trốn sang đường mòn, lối mở để sang các nước láng giềng, trong đó có sang Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh và đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tại khu vực Đông Nam Á, khu vực biên giới đã được đóng cửa then cài. Các lực lượng chức năng của Việt Nam như bộ đội, công an, nhất là lực lượng biên phòng đang canh giữ biên giới 24/24 giờ và nếu như phát hiện số người Trung Quốc có biểu hiện nhập cư và trốn chui, trốn lủi sang đất Việt Nam thì ngay lập tức sẽ bắt giữ và đem đi cách ly 21 ngày, sau đó sẽ trao trả lại cho chính quyền địa phương và trục xuất về Trung Quốc. Người Trung Quốc đang không biết phải làm sao khi mùa mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập xảy ra liên tục và tràn lan suốt những ngày vừa qua, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn. Các tỉnh thành như Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông trong những ngày vừa qua mưa to, gió lớn, động đất tiếp tục xảy ra cường độ mạnh khiến cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Tất cả các khu tự trị của phía Trung Quốc đã phải báo động cảnh báo cấp cao nhất. Người dân khuyến cáo không được đi ra ngoài đường, có một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc, đó chính là siêu đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước tại siêu đập đã vượt quá báo động đỏ tới 14 mét. Người ta cho rằng nếu như trong một vài ngày tới, lượng mưa đổ dồn dập từ thượng nguồn phía đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu mà không được ngăn chặn, thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ một hoặc ba cửa xả. Đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có tất cả là 32 cửa xả được xây dựng trong vòng 15 năm và Trung Quốc đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ cho con đập Tam Hiệp kể trên. Con đập hiện là nơi án ngữ qua con sông Dương Tử và nằm ở thành phố Hồ Bắc cũng như Hồ Nam. Đó là niềm tự hào của chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhưng bây giờ siêu đập Tam Hiệp lại là tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Chính vì vậy, những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang là mối nguy hiểm cực lớn cho phía Trung Quốc và điều này đang khiến cho đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại, chính phủ Bắc Kinh đang không biết phải làm sao bởi vì họ liên tục nhận được những tin vô cùng xấu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc. Hôm qua vào lúc 8 giờ tối, trên trang tin thời sự kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, một trong những bản tin dự báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc đã thông báo một tin buồn cho phía Trung Quốc. Đó là từ nay cho tới ngày 31 tháng 12, Trung Quốc sẽ phải đón nhận từ 25 tới 30 cơn bão lớn nhỏ sẽ đổ bộ từ đảo Hải Nam, tức là ở ngoài khơi Biển Đông vào tỉnh Quảng Đông. Sau đó, nó sẽ di chuyển vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
Tiếp theo, nó sẽ di chuyển xuống các tỉnh phía Nam, trong đó có siêu đập Tam Hiệp, gây nguy hiểm cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho rằng đây là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc và dường như mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố và mưa gió liên tục càn quét tới Trung Quốc làm cho điện đường bị phong tỏa, người dân thì bị cô lập, chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao. Người ta cho rằng Trung Quốc đã gây ra tội ác cho thế giới nên bây giờ Trung Quốc phải đền tội là điều hiển nhiên. Và nếu như không muốn thiên tai, dịch bệnh xảy ra thì Bắc Kinh bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là đường xin lỗi các nước trong khu vực, trong đó có xin lỗi Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc phải lập dàn cầu khấn để làm sao thiên tai, dịch bệnh không hoành hành, chứ cứ tình trạng này thì không biết là Bắc Kinh sẽ đi về đâu. Theo kênh truyền hình CCTV và mạng TikTok của phía Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh cho thấy rằng mưa lũ xảy ra ở khắp nơi, nhất là ở siêu đập Tam Hiệp, một trong những tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Đập Tam Hiệp được biết đến là một siêu đập lớn nhất hành tinh tính tới thời điểm hiện tại, bởi vì trên thế giới không có một nước nào có con đập lớn như đập Tam Hiệp và đập vẫn là một trong những điểm du lịch cũng như những kỳ quan mà người Trung Quốc được cho là rất tự hào. Thế nhưng bây giờ đập lại là một mối nguy hiểm cho Bắc Kinh khi mưa to gió lớn vẫn đang càn quét phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một thông tin vô cùng đen tối đối với cả người dân ở thành phố Vũ Hán, nơi xảy ra đại dịch Covid-19 lần đầu tiên trên thế giới. Đó là một trận động đất mạnh 3,5 độ Richter đã xảy ra sát siêu đập Tam Hiệp, chắn ngang qua cửa sông Dương Tử. Trận động đất đêm ngày hôm qua đã làm cho người dân vùng hạ lưu tại siêu đập Tam Hiệp phải chạy đi những nơi để trú ẩn. Theo ghi nhận từ trang mạng TikTok của Trung Quốc, thì trận động đất đã làm cho 80 triệu người phải di tản ngay trong đêm ngày hôm qua, lúc 2 giờ sáng, và trận động đất đã làm cho một khu rộng lớn tại đập Tam Hiệp bị rung lắc rất là mạnh. Được biết trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter, trận động đất sâu dưới lòng đất khoảng 2.000 km, tức là 2 cây số, đã khiến cho tất cả các vùng hạ lưu Tam Hiệp phải ra cảnh báo đỏ và người dân của Trung Quốc đang vô cùng lo lắng bởi những thiên tai, dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được cập nhật thông tin mới nhất liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, theo tờ báo Reuters, một trong những tờ báo nổi tiếng trên thế giới cho biết. Tính tới thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 194 triệu ca lây nhiễm trên toàn cầu và dịch bệnh đã khiến cho 4,2 triệu người tử vong. Một số vô cùng đau thương, đứng đầu trên thế giới vẫn thuộc về Mỹ, đứng thứ hai thuộc về Brazil và đứng thứ ba thuộc về Ấn Độ. Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh vẫn đang bùng phát mạnh ở khu vực Đông Nam Á và một số nước trên thế giới. Chúng ta đang chứng kiến một biến chủng mới mang tên Delta, một trong những biến chủng lây lan mạnh trên toàn cầu và khiến cho Tổ chức Thế giới WHO vô cùng lo ngại. Tuy nhiên, Tổ chức Thế giới WHO cho biết rằng nếu như nước nào đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine thì nước đó sẽ khống chế được dịch bệnh. Điển hình khu vực châu Âu, Liên minh châu Âu, 27 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan và cùng một số nước khác đã đẩy nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng biện pháp tiêm vaccine cho người dân. Và bây giờ, hầu hết mọi người dân ở châu Âu đều đã được tiêm từ 1 tới 2 mũi vaccine. Chính vì vậy, mở các hoạt động ở khu vực châu Âu đã dường như quay trở lại một cách hoạt động bình thường, nhất là dịch ăn uống, nhà hàng, sạch sẽ cũng như du lịch. Đây là một trong những bước tiến đột phá ở khu vực châu Âu và Tổ chức Thế giới WHO cho rằng chính công tác tiêm vaccine đã làm cho châu Âu phục hồi rất nhanh và hơn dự đoán. Lúc đầu thì các tổ chức ở châu Âu dự đoán rằng châu Âu sẽ báo cáo rằng châu Âu sẽ mất khoảng tầm 8 tháng để quay lại. Đến thời điểm hiện tại thì các ngành dịch vụ như bán máy bay, hàng không, du lịch, ăn uống và tất cả dịch vụ khác đều rất đông người tham gia và đã trở thành hoạt động bình thường và họ kinh doanh thường được cho là tăng đột biến. Người ta cho rằng chính vaccine là biện pháp làm cho người dân sẽ khống chế được đại dịch.